Life, My Color. Một ngày mới của họa sĩ Phạm Hà Hải thường bắt đầu với những bức tranh, những cây cỏ và màu sắc. Tốt nghiệp chuyên ngành hội họa và trở thành nhạc sĩ mỹ thuật tạo hình chuyên ngành hội họa tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Phạm Hà Hải kiên trì theo đuổi dòng tranh trừu tượng. Những bức tranh của anh phần nhiều mang cảm hứng từ thiên nhiên phương Đông, đặc biệt là từ hình tượng hoa sen. Anh từng nhận giải thưởng danh dự tại triển lãm mỹ thuật châu Á Philip Morris trong 2 năm liên tiếp 1998-1999 và huy chương đồng tại triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2015. Tuần này, hãy cùng với MC Thái Dũng ghé thăm ngôi nhà, đồng thời cũng là một studio riêng của họa sĩ Phạm Hà Hải. Chào anh. Xin chào. Rất là vui hôm nay cùng với chương trình được đến thăm nhà anh Hải. Em không thể tưởng tượng là trong một cái chung cư mà mình lại có một cái không gian nó tuyệt vời như thế này. Anh Hải đang làm gì vậy? Em đang làm việc thôi. Thực ra là trước khi mà đến đây thì em cũng chuẩn bị một cái tinh thần là mình tới thăm ngôi nhà, một không gian sống và không gian làm việc của một người họa sĩ. Thì nó sẽ thể hiện được cái sự sáng tạo, nó một cái gì đấy nó rất là nghệ thuật liên quan tới công việc của anh. Nhưng em không thể tưởng tượng là trong một cái tòa chung cư rất là cao tầng như thế này thì lại có một cái không gian nó tuyệt vời đến như thế. Anh có thể chia sẻ một chút về cái không gian này của mình được không? Thì nó là một cái căn hộ bình thường thôi. Mình điều chỉnh nó để nó phù hợp với công việc sống và vẽ. Cái nhà này khoảng 200 m² thì mình chia ra khoảng 100 m² để dành cho cái phần làm việc vẽ. Còn phần 100 m² trở lại thì là để sinh hoạt gia đình. Và việc anh kết hợp giữa gọi là vừa là nhà ở này, vừa là không gian để làm việc, tức là hai trong một như vậy thì nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều trong cái công việc của anh đúng không ạ? Mỗi người sẽ có một cái cách làm việc riêng. Với mình thì mình thấy rằng là ổn định và lý tưởng là họa sĩ cần có một cái xưởng họa cố định. Một cái phòng làm việc của người họa sĩ thì phải tính được cái không gian chức năng gồm có hệ thống kho để tranh, để vật tư, không gian vẽ cố gắng là rộng nhất có thể. Đấy, và là cái điều kiện ánh sáng sao mà cái ánh sáng nó làm cho mình nhìn cái màu sắc nó rõ ràng, nó được nhiều thời gian nhìn ánh sáng tự nhiên là tốt nhất. Cuối cùng nữa là cái điều kiện đối lưu về gió, cái đấy rất quan trọng, bởi vì là cái sơn này nó có thể giữ cái mùi rất là lâu. Thậm chí đối với cả những cái người trong gia đình mà có khả năng bị dị ứng về cái hóa chất đấy thì là điều kiện gió là phải đẩy gió đi được. Home and studio, mình phải cân bằng giữa gia đình và xưởng họa, thì hai cái đấy phải tính toán khéo để sinh hoạt gia đình không bị ảnh hưởng. Cái phần xưởng và cái phần sinh hoạt nó là một cái hình như là cái chữ L ấy. Dạ. Và cái điểm nối ở đây thì sẽ là cái không gian mà ngồi trà, nghe nhạc. Thì nó vừa là sinh hoạt gia đình mà nó cũng vừa phục vụ cho cái việc mà sáng tác nghệ thuật sáng của tác anh. Thôi. Còn bên này thì em thấy rằng là khu vực bàn ăn đúng không anh? Bàn ăn. Và bên cạnh đấy thì có một cây đàn piano này và có rất nhiều những cái tượng Phật đề co. Đa phần những cái pho bày ở đây là đi sưu tập thì đến mỗi một cái nước mà có Phật giáo thì mình cũng sưu tầm những cái pho tượng của các nước. Vẻ đẹp của các cái pho tượng nó rất là khác nhau, từ chất liệu cho đến tạo hình cho đến các cái chi tiết trang trí hoa văn trên cái pho tượng đấy. Và mỗi một pho tượng thì đều có một cái câu chuyện của riêng mình. Đúng rồi. Vâng, đây là cái cảm nhận của riêng em thôi. Em thấy nó rất là gần gũi. Khi bước chân vào cái ngôi nhà này thì mình như là được truyền thêm một cái nguồn năng lượng tích cực từ cuộc sống vậy. Em không biết là cái câu nói này của em có đúng hay không, nhưng mà em thì em thấy rằng là cứ muốn biết một con người như thế nào thì mình cứ nhìn vào cái không gian họ ở, họ sống ấy, nó sẽ thể hiện được cái tính cách cũng như là con người nó rất là rõ rệt. Đối với không gian của anh thì em chỉ dùng gọi là hai từ đấy, không gian nghệ sĩ. Nó rất là nghệ sĩ. Khu vực bên này là khu vực mà em thấy rằng là bàn trà này, rồi cũng là phòng khách của mình luôn. Ê, đúng không anh? Em rất là muốn được ra ngồi, có thể ngồi. Xem là hàng ngày anh thưởng thức trà và
nghe nhạc như thế nào? Nhất trí. Em thấy ở đây trên bàn thì anh thấy có rất nhiều những cái loại ấm trà khác nhau. Mỗi một cái thì lại là một kiểu dáng khác nhau. Và ngay cả cái tách uống trà cũng vậy, cũng rất nhiều loại. Như mình thì uống trà cũng từ nhỏ. Thế nhưng mà khoảng 10 năm trở lại đây thì mới có một cái điều kiện để mà mình trải nghiệm nhiều hơn. Ngồi đây ngắm tranh này, rất nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật được hiện diện ở trên tường. Nghe một chút âm nhạc, thưởng thức hương thơm của hoa hồng, hương thơm của trà. Còn gì tuyệt hơn nữa. Anh Hải thân mến, trong mỗi một chương trình của Sắc Màu Thời Đại thì các vị khách mời luôn luôn chia sẻ những cái mẹo nhỏ, những cái bí quyết trong việc sắp xếp ngôi nhà của mình, hoặc là những cái mẹo để có thể làm cho không gian sống của mình trở nên đẹp hơn. Thì hôm nay không biết là đến thăm ngôi nhà của họa sĩ Phạm Hà Hải thì anh có thể chia sẻ một vài cái bí quyết của riêng anh được không ạ? Với tôi thì ngôi nhà vừa là nơi trải nghiệm cái cuộc sống mà vừa là nơi để sáng tạo. Người họa sĩ thì có nhiều thứ để thay đổi theo những cái đợt vẽ ra. Đầu tiên là đối với cái tranh này phải tránh cái môi trường nó bị ẩm quá. Đối với những tranh sơn dầu như này thì người ta có thể là cắt một cái miếng bìa, lót vào đằng sau để mà nó hút ẩm vào cái miếng bìa đấy. Và lưu ý thay cái miếng bìa đấy. Thế còn cái bề mặt bên ngoài cái bức tranh ấy, dùng những cái chổi lông bản nó lớn hoặc là lông chất lông nó mềm thì cứ để ý thì mình phủi đi thì nó sẽ ngăn ngừa và giảm thiểu cái mức độ xuống cấp của bức tranh. Vâng. Thế ngoài ra thì là tránh dùng cái đèn halogen nó chiếu sát vào mặt tranh thì nó sẽ làm cho cái màu trong bức tranh nó bị bạc đi. Cảm ơn anh Hải đã dành thời gian tiếp em cũng như là tiếp Sắc Màu Thời Đại. Xin được thay mặt cho chương trình Sắc Màu Thời Đại gửi tặng anh Hải kỷ niệm chương và xin chúc anh luôn luôn có thật nhiều nguồn năng lượng. Xin cảm ơn nhãn hàng MyColor đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào.